Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn. Chương 2611. Đây cũng là lần duy nhất trên đường chú Hồng bày ra thực lực. Điều này cũng làm cho Đường Tuấn đối với thực lực của chú Hồng này cũng có một vị trí tương đối. Ba ngày sau, đám người Đường Tuấn xuyên qua một khu rừng rậm hoang cổ, xuất hiện trước mắt bọn họ là một sơn cốc màu đỏ thẫm. Sơn cốc nằm ngang giữa hai ngọn núi lớn, cửa ngõ tựa như bị người ta dùng một thanh kiếm khổng lồ từ giữa hai ngọn núi bổ ra. Không có một ngọn cỏ nào mọc ở sơn cốc đó, tản ra nhiệt độ cao khủng bố, cách rất xa đã có thể cảm giác được cái loại nhiệt lượng kinh người này. Đây là hỏa hạc cốc sao? Đường Tuấn thậm chí có thể cảm giác được hỏa tự thần văn trong cơ thể cũng có chút nóng rực. Thế nhưng thần văn lại hấp thu khí tức trong hỏa hạc cốc tiến hành khôi phục. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mấy cái thần văn trong cơ thể anh khi anh mở ra cấp 3 cũng bị thương nặng. Thần văn muốn khôi phục thương thể so với người tu hành cần thời gian dài hơn, Đường Tuấn cũng không nghĩ tới khí tức của hỏa hạc cốc lại có thể chữa trị hỏa tự thần văn. Thật nóng, cảm giác pháp lực trong cơ thể như muốn sôi trào. Hộ vệ nhà họ Thác Bạt phần lớn đều là cảnh giới nguyên anh. Lúc này sắc mặt ai nấy đều đỏ bừng, xem ra khí tức của hỏa hạc cốc này làm cho bọn họ vô cùng khó chịu. Chỉ có vẻ mặt của chú Hồng cùng kiếm giáp hai vị cảnh giới hóa thần không thay đổi. Mà bề mặt thân thể Thác Bạt Tuyết Tình bị một tầng ánh sáng xanh nhàn nhạt bao phủ, như thế mới có thể duy trì hình tượng nữ thần băng sơn, mặt không đổi sắc. Nhóc con, cậu có phải cảm thấy rất khó chịu hay không? Nếu cậu quỳ xuống cầu xin tôi, nói không chừng tôi sẽ ra tay giúp cậu đó. Nếu không, đừng để bị nhiệt độ cao thiêu thành cho bụi. Kiếm giáp trêu chọc nói với Đường Tuấn. Thác Bạt Tuyết Tình nhướng mày, nhưng không nói thêm gì. Lúc này đã đến hỏa hạc cốc. Đối với cô ta mà nói Đường Tuấn đã không còn tác dụng gì lớn. Tính tình kiếm giáp cô ta cũng hiểu rõ, cũng lười nói thêm gì nữa. Đường Tuấn lạnh lùng nói, ông bảo vệ mình là được rồi, đừng không cẩn thận chết ở chỗ này. Nói xong, anh sải bước đi về phía hỏa hạc cốc. Tên này, sắc mặt kiếm giáp có chút khó coi, trong mắt tràn đầy sự phẫn nộ. Đi thôi, Thác Bạt Tuyết Tình hô một tiếng, cũng dẫn người đi vào trong hỏa hạc cốc. Không ngừng tiếp cận hỏa hạc cốc, nhiệt độ càng ngày càng cao, ngay cả sắc mặt kiếm giáp cũng nghiêm trọng không ít. Lúc sắp bước vào hỏa hạc cốc, một thanh âm bén nhọn từ trong cốc truyền ra, giống như của một con hạc. Chương 2612. Âm thanh vô hình giống như lưỡi dao sắc bén, thậm chí còn cắt vỡ tảng đá bên đường. Trong lòng một đám người càng run lên, giống như bị tiếng hạc này làm cho kinh hãi. Thác Bạt Tuyết Tình dừng bước. Nhẹ giọng nói, chẳng lẽ trong hỏa hạc cốc này thật sự có cửu viêm hỏa hạc? Kiếm giáp cười khổ nói, đại tiểu thư, người cũng đừng dọa tôi. Nếu thật sự có loại sinh vật như cửu viêm hỏa hạc, chuyến đi này của chúng ta sợ là không có mấy người có thể trở về. Chú Hồng trầm giọng nói, cửu viêm hỏa hạc đã sớm tuyệt chủng, không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Hỏa hạc cốc này được đặt theo tên của loài hạc lửa, chắc là có rất nhiều hạc lửa sinh sống ở trong đó. Tiếng hạc vừa rồi hẳn là của hạc lửa phát ra. Nghe chú Hồng nói như vậy, kiếm giáp cười nói, đúng vậy, làm sao có thể có loại vật cửu viêm hỏa hạc này. Đại tiểu thư, lát nữa người an tâm nhìn là được rồi, xem tôi làm thịt những con hạc lửa này. Hạc lửa chỉ là hung thủ bình thường, thực lực phần lớn đều chỉ có cảnh giới nguyên anh. Ngẫu nhiên mới xuất hiện một hai con hạc lửa cảnh giới hóa thần. Mà cửu viêm hỏa hạc, chính là vua trong hạc lửa. Hai loài đó khác nhau một trời một vực. Thác Bạt Tuyết Tình nhìn những tảng đá bị cắt thành bột mịn, trong lòng có chút bất an. Hạc lửa bình thường có thể phát ra sóng âm cường đại như vậy không? Đại tiểu thư, thằng nhóc kia đi vào rồi, chúng ta cũng nhanh chóng đi vào đi, tránh cho cậu ta tàng trữ bảo vật. Nhìn thấy Đường Tuấn đã đi vào hỏa hạc cốc, kiếm giáp vội vàng nói. Thác Bạt Tuyết Tình cũng chỉ có thể đè nén sự bất an trong lòng, đi vào trong hỏa hạc cốc. Vừa bước vào hỏa hạc cốc, xuất hiện trước mắt đầu tiên là một cây cổ thụ khổng lồ cùng một hồ nước sâu. Nhiệt độ trong cốc thấp hơn bên ngoài rất nhiều, cây cổ thụ tràn đầy sức sống, hồ nước sâu cũng tản ra cảm giác mát mẻ, trên mặt đất là một bụi cỏ đỏ thẫm. Điều hấp dẫn nhất là những cây giống như cái ô trên vách núi màu đỏ thẫm. Cây ô có màu đỏ thẫm, đường kính không ngờ là nửa thước, bên trên còn có những ngọn lửa quấn quanh tán cây. Một mùi hương nhàn nhạt từ đó tản mát ra. Hỏa Linh Chi. Thác Bạt Tuyết Tình thất thanh hô. Cô ta xuất thân y đạo thế gia, tất nhiên liếc mắt một cái là nhận ra loại thực vật hình ô này chính là Hỏa Linh Chi cô ta khổ sở tìm kiếm.
Trên mặt chú Hồng cũng lộ ra một tia vui mừng. Đại tiểu thư, xem tôi hái cho người. Kiếm Giáp cười ha ha, thân hình như tia chớp lướt ra. Tuy rằng ông ta không cách nào bay lên, nhưng ỷ vào thân pháp, tốc độ đồng dạng vô cùng kinh người, cả người giống như dẫm lên trong không khí, thế nhưng chân không chạm đất. Chương 2613, đó là ai? Đường Tuấn cũng nhìn thấy hỏa linh chi trên vách núi, nhưng không lập tức ra tay, ngược lại cảnh giác cảm ứng xung quanh. Còn chủ nhân của tiếng hạc vừa rồi thì sao? Lúc này Kiếm Giáp đã đi tới trước vách núi, trên mặt là biểu tình mừng như điên. Nhưng đúng lúc này, một tiếng hạc đột nhiên từ trong cây cổ thụ kia truyền ra, tiếp theo là một bóng dáng khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đó là một con hạc toàn thân bao trùm lông vũ đỏ thẫm, hai cánh mở ra gần 10 trượng, tạo ra cái bóng khổng lồ trên mặt đất. Một đôi vuốt hạc lóe ra ánh sáng mờ, vừa nhìn là biết có uy năng xuyên kim phá đá. Cái miệng hạc nhọn dài tựa như một thanh lợi kiếm lao về phía Kiếm Giáp. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, đầu con hạc khổng lồ này toát ra khí tức đã đạt tới cảnh giới hóa thần sơ kỳ. Bị bóng đen bao trùm, Kiếm Giáp ngẩng đầu nhìn con hạc khổng lồ này, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, môi khẽ run lên, cái này cũng quá lớn đi. Đáng tiếc ông ta không có thời gian suy nghĩ nhiều, mỏ hạc đã lao về phía ông ta. Ông ta thi triển thân pháp tránh thoát một kích này. Con hạc khổng lồ tấn công một kích không thành, giống như có chút tức giận, đột nhiên phát ra một tiếng hạc. Âm thanh vô hình bao trùm, thân hình Kiếm Giáp đang thi triển thân pháp đột nhiên dừng lại. Mà lúc này một cánh của con hạc khổng lồ đã vỗ tới. Bùm một tiếng, Kiếm Giáp bị cánh hạc quạt ra ngoài. Cùng là cảnh giới hóa thần sơ kỳ, sức lực của con hạc khổng lồ này vượt qua con người quá nhiều. Kiếm Giáp va vào trong vách núi, máu tươi từ khắp cơ thể ông ta chảy ra. Hạc khổng lồ phát ra một tiếng kêu, giống như rất hài lòng với một kích này của mình. Chỉ trong chốc lát, con hạc khổng lồ đột nhiên xuất hiện đã đánh Kiếm Giáp trọng thương, bày ra thực lực đáng sợ của cảnh giới hóa thần sơ kỳ. Cho dù có do đánh lén, nhưng thực lực hạc khổng lồ vẫn như cũ không thể khinh thường. Đặc biệt là rất nhiều hộ vệ nhà họ Thác Bạt lại càng bị chấn động thật sâu. Thực lực Kiếm Giáp đã là đứng đầu trong bọn hát. Nếu như ngay cả ông ta ở trước mặt hạc khổng lồ cũng không chịu nổi như thế, vậy bọn họ chẳng phải là chịu chết sao? Các người xem, trên móng vuốt hạc khổng lồ hình như có người. Đúng lúc này, có một hộ vệ bỗng nhiên lớn tiếng hô lên. Tầm mắt của một đám người theo đó di chuyển đến móng vuốt của hạc khổng lồ. Chỉ thấy trên móng vuốt hạc khổng lồ tản ra khí tức sắc bén, lại thật sự có hai người bị nắm chặt, hơn nữa xem ra hình như còn sống. Hạc khổng lồ xuất hiện quá đột ngột, hơn nữa thân hình khổng lồ như vậy rất khó làm cho người ta rời mắt, cho nên ngay từ đầu, mọi người đều không phát hiện trên móng vuốt hạc khổng lồ có người. Đó là ai? Chương 2614, hai người cũng mau đi đi. Hạc khổng lồ lúc trước vì đánh Kiếm Giáp mới từ trên không trung bay xuống, lúc này bị thương, vội vàng vỗ cánh muốn bay lên không trung. Con người linh động của nó có chút e ngại nhìn chằm chằm đạo ánh sáng bạc bay múa kia. Hung thú cảnh giới hóa thần đã sớm sinh ra linh trí, vừa giao thủ nó hiểu được mình không phải là đối thủ của ông lão này. Mà đạo ánh sáng bạc này càng có thể đả thương đến nó. Nhìn thấy động tác của con hạc khổng lồ, Thác Bạt Hồng đầu tiên là đắc ý cười, sau đó lạnh lùng nói, nghiệt xúc, còn muốn chạy. Vừa lúc lão phù thiếu một con yêu thú bay thích hợp, nếu ngươi thần phục ta, ta tha cho ngươi một mạng. Lúc nói chuyện, ông ta cố gắng đề cao pháp lực. Thế nhưng ở trên không trung trong chốc lát, thúc giục ánh sáng màu bạc đâm về phía cánh hạc khổng lồ. Xuy xuy. Ánh sáng màu bạc trên cánh hạc khổng lồ bạo phát ra từng tia lửa. Sắc mặt Thác Bạt Hồng khẽ biến, pháp bảo này của ông ta chính là phi kiếm, vô cùng sắc bén, không ngờ lại không thể đâm thủng phòng ngự của hạc khổng lồ. Chẳng qua càng như vậy, Thác Bạt Hồng càng động tâm. Nếu có thể thu phục một con hạc khổng lồ, sau này ông ta xuất hành không chỉ thuận tiện hơn rất nhiều, hơn nữa còn rất khí phái, có mặt mũi hơn. Trong lòng nghĩ đến những thứ này, ông ta thúc giục phi kiếm tốc độ nhanh hơn, trên không trung chỉ có thể nhìn thấy từng đạo ánh sáng bạc. Phi kiếm tuy rằng không đâm thủng lớp phòng ngự của hạc khổng lồ, nhưng hạc khổng lồ vẫn cảm giác được từng đợt đau đớn, hơn nữa bởi vì phi kiếm ngăn cản, khiến ông ta không có biện pháp bay lên, chỉ có thể bị động bị đánh. Điều này làm cho nó vô cùng tức giận, trong con người bộc phát ra lửa giận. Mà lúc này Kiếm Giáp cùng hai người từ trong móng vuốt hạc khổng lồ chạy ra đều chạy về chỗ Thác Bạt Tuyết Tình.
Ngoại trừ Hàn Thiên Dương kia, một người khác là một người đàn ông trẻ tuổi quần áo rách dưới. Hiển nhiên bọn họ bị Hạc Khổng Lồ giày vò không nhẹ. Kiếm giáp bị thương không nhẹ, khóe miệng còn lộ vết máu, nhưng lúc này nhìn Hạc Khổng Lồ bị Thác Bạt Hồng đè ép đánh, không khỏi cười điên cuồng, trưởng lão Hồng, hung hăng đánh, đánh chết con xúc sinh lông dẹt này. Những hộ vệ khác cũng hô to thống khoái, cổ vũ cho Thác Bạt Hồng. Bọn họ bị Hạc Khổng Lồ dọa tới không nhẹ, lúc này nhìn Hạc Khổng Lồ bị đánh, trong lòng vô cùng thoải mái. Ngay cả trên mặt Thác Bạt Tuyết Tình cũng lộ ra ý cười, nhẹ giọng nói, xem ra chú Hồng lần này cũng đi chuyến này không sai, nói không chừng có thể có được một con thú cưỡi bay chân quý. Cảnh giới hóa thần không có cách nào bay, nếu như có thể có được một con thú bay để cưỡi, đối với người tu hành chiến đấu có thể có tác dụng rất lớn. Phải biết rằng cho dù mạnh như nhà họ Thác Bạt, cũng chỉ có một con yêu thú biết bay cảnh giới hóa thần. Chương 2615 điều này thật kỳ lạ. Hàn Thiên Dương cười khổ một tiếng, nói, vậy cũng phải có bản lĩnh kia. Thực lực của tôi không khác Thác Bạt Hồng, cô cho rằng một con yêu thú cảnh giới hóa thần sơ kỳ có thể khiến tôi chật vật như vậy sao? Thác Bạt Tuyết Tình khẽ nhíu mày, cô ta đích xác có nghi hoặc như vậy. Cô ta nhìn về phía Thác Bạt Hồng. Chỉ thấy Thác Bạt Hồng càng đánh càng dũng mãnh, cả người đứng trên vách núi, hai tay thúc giục pháp quyết, gió mạnh hình thành đánh nhau thổi bay tóc ông ta, ánh sáng bạc trước người bay lượn, thoạt nhìn tựa như chiến thần. Thác Bạt Hồng cũng nghe được Hàn Thiên Dương nói, không khỏi cười to nói, đại tiểu thư, cô đừng nghe ông ta nói lung tung, tôi lập tức thuần phục con xúc sinh này. Hàn Thiên Dương, thực lực của ông không bằng chim, lại còn tìm cái cớ buồn cười này, tôi thay ông cảm thấy mất mặt. Cút đi, đừng trướng mắt trước mặt tôi. Thác Bạt Hồng, ông. Bị người khác nhục nhã như thế, trong mắt Hàn Thiên Dương nhất thời hiện ra tức giận. Chú Thiên Dương, nếu bọn họ không nghe, vậy chúng ta mau đi thôi. Nếu con quái vật thức dậy, chúng tôi sẽ không thể đi được. Người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh Hàn Thiên Dương giữ chặt ông ta, ngữ khí vô cùng nghiêm trọng. Thân thể Hàn Thiên Dương run lên, lửa giận trong mắt tiêu tan hết, ngược lại lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Ông vội vàng nói, vâng, đi nhanh lên. Nói xong, hai người đi ra ngoài cốc. Thác Bạt Hồng thấy thế, lớn tiếng hô với hai người, quỷ nhát gan nhà họ Hàn, mau chạy đi. Nhưng hai người Hàn Thiên Dương giống như không nghe thấy, tốc độ cực nhanh hướng ra ngoài cốc. Đúng lúc này, Hạc Khổng Lồ giống như nổi giận, phát ra một tiếng hạc xuyên kim nứt đá. Nhiệt xúc, người gọi thế nào cũng vô dụng, ngoan ngoãn thần phục ta đi. Thác Bạt Hồng cười đắc ý nói. Tiếng cười của Thác Bạt Hồng còn quanh quẩn trong cốc, một tiếng hạc kêu bén nhọn hơn, mang theo cơn giận dữ đột nhiên vang lên. Thác Bạt Hồng điều khiển phi kiếm, trên cánh Hạc Khổng Lồ lại bạo phát ra những tia lửa, giận dữ nói, gọi cái gì mà gọi. Nhưng mà, lúc này mới phát hiện Hạc Khổng Lồ trước mắt mỏ đóng chặt, cũng không có bộ dáng há miệng. Hơn nữa trong ánh mắt Hạc Khổng Lồ lại lộ ra thần sắc trêu chọc. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Tiếng hạc kêu vừa rồi đến từ đâu? Điều này thật kỳ lạ. Đang lúc Thác Bạt Hồng nghĩ như vậy, hồ nước sâu bỗng nhiên cuồn cuộn lên. Đầm nước phóng lên cao, hình thành một cột nước, tiếp theo một bóng dáng khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Chương 2616, không hay rồi. Đó là một con hạc khổng lồ lông vũ toàn thân màu đỏ thẫm, hai cánh mở ra chừng trăm trượng. Hắn vừa xuất hiện, trong cốc trong nháy mắt âm u xuống. Nguyên bản hạc xuất hiện ngay từ đầu đã rất lớn, nhưng ở trước mặt con hạc khổng lồ sải cánh trăm trượng này, chỉ có thể gọi là một điểm nhỏ. Điều khiến mọi người kinh hãi chính là, khí tức của con hạc này lại nặng nề như uyên như biển, ít nhất Thác Bạt Tuyết Tình không cảm ứng được sâu cạn. Nhìn thấy con hạc khổng lồ này xuất hiện, con hạc nhỏ vốn đang chiến đấu với Thác Bạt Hồng phát ra một tiếng bi thương, sau đó bay đến bên chân con hạc lớn, dùng đầu nhẹ nhàng cọ, bộ dáng lấy lòng. Đây là Thác Bạt Hồng một khắc trước còn vô cùng kiêu ngạo, muốn thu con hạc nhỏ làm vật cưỡi, nhưng giờ khắc này nhất thời câm nín. Ông ta đại khái có thể cảm ứng được trình độ thực lực của con hạc lớn này, hẳn là ở cảnh giới hóa thần hậu kỳ, rất có khả năng đã đạt tới cảnh giới hóa thần đỉnh phong. Loại thực lực cấp bậc này hoàn toàn không phải trước mắt ông ta có thể địch nổi. Hàn Thiên Dương cùng người đàn ông trẻ tuổi vốn đang đi ra ngoài cốc cũng dừng bước, không dám đi thêm một bước nữa. Ánh mắt hai người kinh hãi nhìn con hạc lớn kia, Hàn Thiên Dương càng giận dữ nói, Thác Bạt Hồng,
xem chuyện tốt ông làm. Hôm nay chúng ta sẽ chết ở đây. Thác Bạt Hồng bị con hạc lớn nhìn chằm chằm, không dám nhúc nhích, Thái Dương không ngừng đổ mồ hôi. Thác Bạt Tuyết Tình hỏi, trưởng lão Thiên Dương, tất cả những chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hàn Thiên Dương nói, hai con này không phải là hạc lửa gì, mà là cửu viêm hỏa hạc. Con hạc lớn đó là mẹ của con hạc nhỏ, chúng tôi bị con hạc lớn đả thương, được coi là đồ chơi cho con hạc nhỏ chơi, sau đó thì các người tới. Cửu viêm hỏa hạc. Trong lòng Thác Bạt Hồng nhảy dựng lên, trên mặt xám xịt lại. Cái này thật đúng là đánh nhỏ đi ra già. Ông ta ngẩng đầu nhìn cửu viêm hỏa hạc giống như nửa bầu trời, trên mặt nặn ra một nụ cười, nói, vừa rồi đều là hiểu lầm, chúng tôi rời đi ngay, không quấy rầy mẹ con các ngươi nói chuyện phiếm. Ông ta nói xong, con hạc lớn thở ơ. Không hay rồi. Thác Bạt Hồng kêu lên một tiếng quái dị, tựa như đá rơi từ trên vách núi nhảy xuống. Ông ta vừa nhảy xuống, một mũi tên lửa từ trong miệng con hạc lớn bắn ra, giống như sét đánh vào vị trí ông ta đứng trước đó. Vô thanh vô tức, vách núi bị thiêu thành ra một cái động lớn, bùn đất bên trong cùng đá hóa thành nham thạch nóng chảy, tản ra nhiệt độ cao đáng sợ. Thác Bạt Hồng sợ hãi, vừa rồi nếu ông ta bị tên lửa kia bắn trúng, chỉ sợ là sẽ trọng thương. Nghĩ tới đây, ông ta oán hận nhìn về phía Hàn Thiên Dương. Tên này nếu sớm nói rõ ràng, ông ta còn ở chỗ này giả bộ đại lão gì, chạy cũng không kịp. Chương 2617, tên này tuyệt đối điên rồi. Đáng tiếc hiện tại đã quá muộn, vừa rồi ông ta đối đãi với hạc nhỏ như vậy, con hạc mẹ này có thể tha cho ông ta mới là lạ. Ông ta chỉ có thể hô với đám người Thác Bạt Tuyết Tình phía sau, Tuyết Tình, các người mau đi. Kiếm giáp, ông mang theo thập nhị kiếm vệ bảo hộ đại tiểu thư rời đi, tôi ngăn nó lại một lát, các người mau chạy đi. Ông vừa nói xong. Phốc phiu. Cái miệng hạc dài nhọn tựa như cây thương xuyên qua đầu vai Thác Bạt Hồng, kéo theo một dòng máu. Chú Hồng. Thác Bạt Tuyết Tình hô to. Cô ta muốn xông lên phía trước, lại bị đám người kiếm giáp bắt được, đại tiểu thư, chúng ta mau đi thôi, đừng phụ một phen khổ tâm của trưởng lão Hồng. Thác Bạt Tuyết Tình chảy ra nước mắt, gắt gao cắn môi, phun ra một chữ, đi. Đang lúc bọn họ chuẩn bị liều chết phá vòng vây đi ra ngoài, một người hướng cửu viêm hỏa hạc đi tới. Mấy người Thác Bạt Tuyết Tình vừa vặn nhìn thấy một màn này. Thằng nhóc thôn thạch kia, anh muốn chết sao? Nhanh lên, tôi sẽ đưa anh ra ngoài. Quỷ khiến thần sai, Thác Bạt Tuyết Tình hô một câu. Đường Tuấn dừng bước, nhìn thoáng qua cô ta, nói, không cần. Nó không phải là đối thủ của tôi. Một câu nói của Đường Tuấn nhất thời làm cho đám người kiếm giáp thay đổi sắc mặt. Tên này tuyệt đối điên rồi. Đây chính là cửu viêm hỏa hạc, ngay cả trưởng lão Hồng cũng không thể địch nổi sự tồn tại đáng sợ. Đại tiểu thư, chúng ta đi thôi, anh ta muốn chết thì để cho anh ta đi chết là được rồi. Kiếm giáp lôi kéo Thác Bạt Tuyết Tình muốn đi ra ngoài, đối mặt với loại hung vật như cửu viêm hỏa hạc. Ngay cả con nhỏ kia ông ta cũng đánh không lại, chứ đừng nói con lớn kia, chỉ sợ chỉ cần đối mặt ông ta sẽ bị thiêu thành tro. Mà lúc này, Đường Tuấn cũng đã đi tới trước người cửu viêm hỏa hạc. Hạc lửa rút cái miệng hạc dài nhọn ra khỏi vai Thác Bạt Hồng, từ trên cao nhìn xuống Đường Tuấn. Giống như đang nhìn một con kiến hôi không đáng kể. Ánh mắt của nó càng lộ ra vẻ khinh miệt. Một tiếng hạc vang lên, tiếp theo cửu viêm hỏa hạc mạnh mẽ phun ra một tia lửa, cuốn về phía Đường Tuấn. Sinh vật rất thú vị, đáng tiếc ngươi thật sự không phải là đối thủ của ta. Đường Tuấn thản nhiên nói. Một giây sau, cả người anh bị ngọn lửa nhấn chìm. Thác Bạt Hồng che vai, khinh thường nói, chút thực lực này cũng học người khác làm anh hùng. Ông ta vừa dứt lời, lửa dĩ nhiên bắt đầu từng chút biến mất. Chương 2618. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Thác Bạt Tuyết Tình có chút bối rối. Đường Tuấn không phải là một tên ngốc trong thôn thạch sao? Sao thực lực lại mạnh mẽ như vậy? Pháp bảo. Trên người tên nhóc này có pháp bảo hỏa hệ. Thác Bạt Hồng bỗng nhiên lớn tiếng hô lên, đôi mắt ông ta gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tuấn. Ông ta dùng một loại ngữ khí không thể phản bác nói, cho tôi mượn pháp bảo kia, nhà họ Thác Bạt tôi sẽ ban thưởng cho cậu một đời phú quý. Bỗng nhiên Thác Bạt Tuyết Tình cũng tỉnh ngộ. Hóa ra là anh ta ỷ vào pháp bảo lợi hại, khó trách có thể có sức mạnh mạnh như vậy.
Một thằng quỷ nhỏ từ trong thôn thạch đi ra dựa vào pháp bảo lại có thể ngăn cản một đòn của cửu viêm hạc hỏa, làm sao mà pháp bảo này lại tuyệt vời như vậy? Nó nhất định phải nằm trong tay nhà họ Thác Bạt. Ý niệm mãnh liệt hiện lên trong đầu Thác Bạt Tuyết Tình. Cô ta cũng quát Đường Tuấn, thằng nhóc thôn thạch kia, anh mau đưa pháp bảo hỏa hệ kia giao cho chú Hồng, chúng tôi sẽ mang anh sống sót rời khỏi nơi này. Bằng không chỉ với thực lực của anh sẽ không phát huy ra uy năng của pháp bảo. Đường Tuấn nghe vậy, không khỏi lắc đầu. Vừa rồi quả thực là anh đã dựa vào hỏa tự thần văn mới đỡ được một đòn của hạc hỏa. Cảnh giới hiện tại của anh thấp hơn so với cửu viêm hạc hỏa trước mắt này hai cảnh giới nhỏ, mặc dù anh cũng có thể chiến thắng, nhưng tất nhiên sẽ phải chịu một chút vết thương nhỏ. Cho dù thương thế có nhẹ đến đâu, đối với loại trạng thái hiện tại của anh mà nói, cũng không phải là chuyện tốt gì, có thể tránh được thì nên tránh. Cho nên anh mới lựa chọn sử dụng hỏa tự thần văn. Chỉ là anh không nghĩ tới người nhà họ Thác Bạt lại bá đạo như vậy, vừa ra khỏi miệng đã muốn đoạt đi hỏa tự thần văn của anh. Nhìn thấy Đường Tuấn lại dám từ chối, trên mặt Thác Bạt Hồng và Thác Bạt Tuyết Tình lộ ra vẻ tức giận, Thác Bạt Tuyết Tình nói với một giọng u ám, thằng nhóc kia, anh có biết từ chối nhà họ Thác Bạt tôi sẽ có kết cục ra sao không? Thác Bạt Hồng vừa phòng thủ cửu viêm hạc hỏa, vừa lạnh lùng nói, nhóc con, tôi cho cậu một cơ hội nữa, mau giao pháp bảo kia ra đây, đừng phạm phải sai lầm. Đường Tuấn cười nhạt, tạm thời anh không có ý định tiếp tục lý luận với bọn họ nữa. Anh nhìn về phía cửu viêm hạc hỏa, nhẹ giọng hỏi, người còn muốn đánh nữa sao? Tên nhóc này tuyệt đối điên rồi, vì dám uy hiếp cửu viêm hạc hỏa. Chương 2619. Yêu thú thông linh, hơn nữa còn vô cùng cao ngạo, anh ta cho rằng chỉ dựa vào một cái pháp bảo là đã có tư cách uy hiếp cửu viêm hạc hỏa sao? Pháp bảo lợi hại hơn nữa cũng phải xem loại người nào sử dụng. Nếu như pháp bảo ở trong tay trưởng lão Hồng, thì trưởng lão Hồng nói như vậy còn có lý. Còn anh ta, thôi bỏ đi. Trước mặt Thác Bạt Tuyết Tình, vẻ mặt của kiếm giáp vô cùng khinh thường. Đồng thời ông ta nói với Thác Bạt Tuyết Tình, cô chủ, nó nhảm với anh ta làm gì? Trực tiếp cướp lấy pháp bảo, loại pháp bảo này có ở trong tay anh ta cũng là minh châu tối tăm, chỉ có ở trong tay nhà họ Thác Bạt chúng ta mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Vừa rồi sau khi Đường Tuấn bày ra thực lực đáng sợ kia, kiếm giáp đột nhiên có chút sợ hãi. Phải biết rằng dọc đường đi ông ta cũng không ít lần châm biếm Đường Tuấn, nếu Đường Tuấn dựa vào pháp bảo kia đối phó với ông ta, vậy chắc chắn ông ta sẽ gặp phải họa lớn. Cho nên lúc này Thác Bạt Hồng hận không thể nhanh chóng đoạt lấy pháp bảo của Đường Tuấn, để ông ta đỡ phải lo lắng sợ hãi sau này. Thác Bạt Tuyết Tình cũng nhướng mày. Tên này cho rằng dựa vào một cái pháp bảo thì có thể thích làm gì thì làm sao. Thác Bạt Hồng cũng cười lạnh liên tục, vẻ mặt ông ta như đang xem kịch hay. Đúng lúc này, con cửu viêm hạc hỏa kia bỗng nhiên đem cái miệng hạc khổng lồ vươn về phía Đường Tuấn. Tên nhóc này chết chắc rồi. Kiếm giáp cười lạnh một tiếng. Thác Bạt Tuyết Tình cũng thở dài trong lòng, sau khi anh chết, nếu đưa pháp bảo cho nhà họ Thác Bạt tôi, thì tôi sẽ đưa thi thể anh về thôn thạch. Ngay khi mọi người cho rằng Đường Tuấn sẽ dễ dàng đâm vào miệng hạc, thì cái miệng hạc dài nhọn dừng lại ở trước người Đường Tuấn, sau đó nó nhẹ nhàng cọ vào vai anh. Trong đôi mắt tràn ngập thô bao giờ phút này lại tràn đầy vẻ lấy lòng, còn có một chút dáng vẻ hung thú. Tất cả mọi người gần như đều muốn hóa đá tại chỗ. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Bàn tay Đường Tuấn vuốt ve đầu hạc, nhẹ giọng nói, linh giác của ngươi cũng không tê. Đám người Thác Bạt Tuyết Tình cho rằng anh chỉ dựa vào pháp bảo hỏa hệ mới nhận được một kích của hạc lớn. Vì vậy nên mới không để anh vào mắt. Nhưng hạc lớn trời sinh linh giác nhạy bén, nó cảm nhận được rất rõ ràng loại sức mạnh trong cơ thể Đường Tuấn đủ để giết chết nó. Hơn nữa hỏa hệ thần văn trong cơ thể anh tự nhiên có thể áp chế hạc lớn. Cho nên hạc lớn rất ngoan ngoãn lựa chọn thần phục. Ngay cả con cửu viêm hạc hỏa nhỏ hơn một chút cũng lộ ra vẻ biểu hiện thân mật với Đường Tuấn. Đương nhiên tất cả những chuyện này trong mắt đám người Thác Bạt Tuyết Tình là không thể tưởng tượng nổi. Chương 2620. Ngay khi bọn họ khiếp sợ không hiểu, thì hai con cửu viêm hạc hỏa bỗng nhiên nhìn về phía bọn họ, trong ánh mắt lộ ra sát ý. Bọn nó đối với Đường Tuấn có thiện cảm, nhưng đối với những người ngoài dám can đảm xông vào sào huyệt của bọn nó thì không. Con cửu viêm hạc hỏa lớn hơn một chút vô cùng thông minh, nó lộ ra vẻ mặt hỏi dò Đường Tuấn. Lúc này chỉ cần Đường Tuấn gật đầu một cái, đám người Thác Bạt Tuyết Tình gần như chắc chắn phải chết. Mấy người Thác Bạt Tuyết Tình cũng ý thức được điều này, tuy rằng bọn họ không rõ Đường Tuấn thuần phục cửu viêm hỏa hạc bằng cách nào, nhưng lúc này cũng không cần suy nghĩ nhiều,
Thác Bạt Tuyết Tình vội vàng nói với Đường Tuấn, Thôn Thạch, Đường Tuấn, anh cần phải suy nghĩ kỹ, anh thật sự muốn đắc tội với nhà họ Thác Bạt chúng tôi sao? Tuy rằng anh có pháp bảo lợi hại, nhưng chúng tôi cũng không phải là cừu non chờ làm thịt, nếu thật sự đánh nhau, anh cũng không chiếm được bao nhiêu lợi ích. Hỏa Hạc Cốc này có nhiều bảo vật như vậy, cùng lắm thì chúng tôi với anh chia đều là được. Thác Bạt Tuyết Tình vẫn muốn xưng hô với Đường Tuấn như lúc trước, nhưng cô ta bỗng nhiên hiểu được vị trí của hai bên lúc này đã khác, nên cô ta vội vàng tạm thời đổi giọng. Đường Tuấn thấy Thác Bạt Tuyết Tình lúc này còn cứng rắn như thế, còn muốn chia đều bảo vật với anh, Đường Tuấn không khỏi cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đám người bọn họ, nói tôi cùng các người không có thù hận gì, tôi cũng không muốn giết các ngươi. Ngay khi đám người Thác Bạt Tuyết Tình thở phào nhẹ nhõm, giọng nói của Đường Tuấn tiếp tục vang lên, nhưng mà, các người làm bọn Lão Quý bị thương khoản nợ này nên tính thế nào đây? Lão Quý sao? Thác Bạt Tuyết Tình nhíu mày, lúc này cô ta mới nhớ tới là lão già trong thôn thạch kia. Cô ta nhìn về phía mấy người phía sau, trầm giọng nói, Kiếm Giáp, Kiếm Ninh, còn không mau xin lỗi. Cô chủ! Trên mặt Kiếm Giáp cùng Kiếm Ninh lộ ra vẻ không cam lòng. Xin lỗi! Thác Bạt Tuyết Tình lạnh lùng nói. Vào lúc này cô ta cũng không muốn có thêm rắc rối vì hai người vệ sĩ này, đừng nói là yêu cầu hai người phải xin lỗi, cho dù giết hai người bọn họ, cô ta cũng sẽ không do dự. Kiếm Giáp cùng Kiếm Ninh nhìn sắc mặt lạnh như băng của Thác Bạt Tuyết Tình, bọn họ cũng hiểu rõ. Tuy rằng trong lòng bọn họ không cam lòng, phẫn nộ, nhưng lúc này bọn họ cũng chỉ có thể cúi đầu xin lỗi Đường Tuấn. Đủ chưa? Chờ hai người xin lỗi xong, Thác Bạt Tuyết Tình nói với một giọng u ám, nếu như chuyện này còn chưa đủ, tôi sẽ lập tức giết hai người bọn họ. Đường Tuấn khoát tay áo, nói cứ như vậy đi. Nếu như lại để cho tôi biết các người còn ra tay với thôn thạch nữa, thì tôi cũng sẽ không khách khí như hôm nay. Đám người Lão Quý chỉ bị thương, cho nên Đường Tuấn cũng không muốn tính mạng của hai người bọn họ. Lúc này Thác Bạt Tuyết Tình mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng đúng lúc này, sắc mặt cô ta bỗng nhiên thay đổi. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta trở nên trắng như tuyết. Một tầng xương lạnh mỏng manh đột nhiên xuất hiện, bao trùm khắp toàn thân cô ta. Lúc này Thác Bạt Tuyết Tình giống như một cái tượng băng, nhiệt độ cực thấp từ trên người cô ta tản mát ra, mấy gốc cỏ bên cạnh lòng bàn chân cổ ta cũng đều kết thành bằng xương. Những hộ vệ kia cũng đồng thời run lập cập. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2620.